Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời tiết tổng hợp trong ngày và dự báo thời tiết cho 3 ngày sắp tới. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì thời tiết trên toàn khu vực miền Bắc bao gồm cả thủ đô Hà Nội trời khô ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Mưa rông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Từ chiều tối ngày mai thì thời tiết sẽ chuyển xấu đi do hoạt động của khối khí mát từ phía Bắc sẽ đẩy rãnh mây dông gây mưa xuống khu vực Bắc Bộ và kết hợp với tác nhân là khối khí biển sẽ lấn vào đất liền, đưa theo trường gió đông nam dầu ẩm từ biển Đông vào khu vực Bắc Bộ, do đó mà mưa rào và dông sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tình trạng mưa dông còn tiếp tục tăng lên trong ngày 25. Đến ngày 26 tháng 8 thì lượng mưa có xu hướng giảm hơn, nhưng mà toàn bộ khu vực Bắc Bộ thời tiết vẫn còn nhiều mây, có mưa rào rải rác. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống ngưỡng 29 đến 31 độ, tiết trời dịu mát với độ ẩm không khí luôn ở mức cao trên 85%. Với tình trạng mưa dông lại tiếp tục diễn ra như vậy thì bà con vùng núi cần đề cao cảnh giác với dông mạnh, lốc xoáy, gió giật có khả năng sẽ xảy ra, đặc biệt là trong thời điểm từ đêm ngày 24 sang đến ngày 25 tháng 8. Lượng mưa trong 3 ngày tới ước tính sẽ phổ biến trong khoảng 50 cho đến 100mm trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Thời tiết trên khu vực Trung Bộ thì vẫn có nắng nhiều trong ngày mai, tuy nắng nóng gần như chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, trời có mây thay đổi, ít mưa và nền nhiệt độ sẽ cao nên mưa rào vào khoảng giữa trưa vẫn có cảm giác là khá oi nóng. Bắt đầu từ chiều tối ngày 25 và ngày 26 tháng 8, thời tiết ở khu vực Trung Bộ sẽ có sự chuyển biến do hình thế gây mưa là rãnh áp thấp đang hoạt động nằm vắt qua khu vực Bắc Bộ, vì thế cũng tác động đến khu vực Bắc Trung Bộ. Mưa rào và dông cũng sẽ xuất hiện tại đây. Mưa dông sẽ tập trung nhiều tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực các tỉnh miền trong thì do chịu ảnh hưởng của những nhiễu động gió đông trên cao nên từ khoảng chiều về đêm ngày 25 tháng 8, mưa rào và dông sẽ xuất hiện tại đây và sẽ còn tăng mạnh hơn trong ngày 26 tháng 8. Thời tiết trong những ngày tới ở miền Trung trở nên mát mẻ, không còn nắng nóng và đặc biệt là tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào được cảnh báo sẽ xảy ra mưa dông với lượng khá nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đều sẽ không vượt quá ngưỡng 33-34 độ. Còn với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì do chịu ảnh hưởng của vùng nhiễu động phía đông ở trên mực cao cùng với sự hoạt động mạnh trở lại của gió mùa Tây Nam nên trong khoảng 3 ngày tới thì mưa dông tại đây sẽ lại có xu hướng tăng lên, mưa xuất hiện vào cả ban ngày. Trong ngày mai thì vào khoảng trưa chiều trời vẫn có nắng nhẹ, sau đó thì từ 3 giờ chiều mây dông sẽ bắt đầu hình thành, gây ra mưa dông ở diện rải rác. Một số nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa dông với lượng trên 30mm. Sang đến ngày 25, ngày 26 tháng 8, thời tiết còn tiếp tục xấu thêm. Ban ngày trời nhiều mây, mưa rào có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào. Từ khoảng 15 giờ chiều trở đi thì mưa dông sẽ tăng mạnh hơn. Một số nơi có thể sẽ xuất hiện mưa vừa tới mưa to. Bà con cần cảnh giác, trong cơn dông có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trong những ngày tới, tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, thời tiết cũng chuyển xấu từ ngày mai ngày 24 tháng 8 và cả ngày 25 tháng 8. Tại vùng biển phía Bắc của Biển Đông, cũng như là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông mạnh, làm hạn chế tầm nhìn xa. Còn tại vùng biển giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, duy trì gió Tây Nam tăng dần cường độ lên mức cấp 5. Thời tiết xấu, mây dông đậm đặc, gây ra mưa vừa, mưa to, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.